Hello cả nhà nha, hôm nay mình vô tình lên rẫy các bạn. Thấy cảnh quan cũng hơi rất là đẹp các bạn, sau cơn mưa này. Nên mình quay lại cho các bạn xem các bạn nhé. Nhìn rất là mát mẻ các bạn ạ. Chốc vách đây khả năng là đây, có mấy con cá nhỏ trong đây các bạn ạ. Giờ mới lũ các bạn ạ. Nhìn rất là mát mẻ nha các bạn nhé. Cảnh quan rất là tuyệt vời các bạn ạ. Một cảnh quan hữu tình. Có thể nói là mát rượi các bạn ạ. Cây thanh tốt các bạn ạ. Cây gạo luôn. Ngày suy luôn các bạn ạ. Một tảng đá cũng rất là đẹp các bạn ạ. Rất là hợp phong thủy luôn các bạn ạ. Một cây cổ thụ mọc trên tảng đá luôn các bạn nhé. Không gian yên ắng và vắng lặng. Và đầy ý nghĩa luôn các bạn ạ. Chào các bạn nhé, hẹn gặp bạn các bạn video tiếp theo của mình nhé các bạn nhé. Quay lại những khoảnh khắc tuyệt vời sống hàng ngày nhé các bạn nhé.